Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Lễ Vu Lan, nguồn gốc, ý nghĩa và những điều phận làm con nên làm để cầu an, báo hiếu. Tháng 7 âm lịch không chỉ là tháng cô hồn mà còn là tháng báo hiếu với ngày lễ Vu Lan, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là dịp để báo hiếu với mẹ cha, tìm về với cội nguồn, tưởng nhớ về những người đã khuất. Phía sau ngày lễ này có một câu chuyện vô cùng cảm động mà có lẽ không phải ai cũng biết. Hãy cùng Lịch Ngày Tốt tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa nhân văn và những điều phận làm con nên làm để cầu an, báo hiếu trong ngày lễ Vu Lan nhé! Nguồn gốc ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan hay Vu Lan Bồn có nguồn gốc từ Ulambana trong tiếng Phạn, tức giải huyền đảo, gỡ khỏi nạn treo ngược. Hiểu theo nghĩa rộng là nhờ vào sự thành tâm chú nguyện của chư tăng thập phương mà cứu được mẹ cha khỏi cảnh khổ sở ngục tù, cầu cho chúng sinh được siêu thoát. Truyền thuyết kể rằng tôn giả Mục Kiều Liên là một trong số những đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Ngài có quyền pháp thần thông quảng đại, dù theo Phật nhưng vẫn không quên báo hiếu mẹ cha. Một lần, Mục Kiều Liên dùng tệ nhãn chiếu rọi khắp phương trời, vô tình nhìn thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang phải chịu cảnh tội đồ dưới ngục A Tỳ. Bà Thanh Đề khi còn sống nghiệp quá lớn nên khi chết đi phải bị đẩy xuống địa ngục. Thân hình gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương, lại đang phải chịu lao khổ sai, bị lũ cai ngục đầu trâu mặt ngựa đánh mắng không yên. Mục Kiều Liên biết họa này là do mẹ của mình khi còn sống trên cõi dương gian, không tu thân tích đức, tham lam độc ác, gây bao tội lỗi nên giờ phải chịu đọa đày, nhưng vẫn không thể quên được công ơn dưỡng dục, thương xót, khôn nguôi. Ông thấy mẹ đói khát nên dùng pháp thuật của mình lén thêm dâng một bát cơm cho mẹ. Nhưng bà Thanh Đề đón bát cơm, sợ lũ quỷ đói tranh cướp nên lén lút che đi. Nghiệp quá lớn, bát cơm vừa đưa lên miệng thì biến thành lửa, bốc cháy ngay trên tay bà Thanh Đề. Mục Kiều Liên chứng kiến cảnh tượng ấy thì lòng đau như cắt, không biết phải làm sao, chỉ đành về nhờ cậy Đức Phật, cầu xin Đức Phật cứu vớt mẹ của mình khỏi cảnh đọa đày để linh hồn bà được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng thiếu thảo của Mục Kiều Liên, Đức Phật đã bày tỏ cho ông cách được cứu mẹ mình khỏi chốn địa ngục tối tăm. Phật nói, ông tuy quyền phép vô biên, lại hiếu thảo hơn người, tấm lòng của ông khiến trời đất phải cảm động, song mẹ ông tội nghiệp quá lớn, một mình ông không thể nào cứu được mẹ. Đến ngày rằm tháng 7, chư Phật hoan hỉ, chư Tăng tự tứ, ông hãy sửa soạn lễ vật cúng lễ, lại thành tâm thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể được siêu thoát. Nghe Đức Phật dặn dạy, nhằm ngày rằm tháng 7, Mục Kiều Liên lập bồn Vu Lan, chậu đựng đồ để cúng dường, thỉnh mời chư tăng đến cùng chú nguyện để hóa giải nghiệp kiếp cho mẹ mình. Nhờ đó mà bà Thanh Đề được giải thoát khỏi địa ngục, linh hồn được siêu thoát, đầu thai sang một kiếp khác. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của chư tăng mà được siêu thoát. Nói gương hiếu đế của tôn giả Mục Kiều Liên, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 hàng năm, các tín đồ Phật tử ở khắp nơi lại tưng bừng đổ tổ chức ngày lễ Vu Lan. Thành thâm cầu nguyện cho ông bà cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, đã khuất được siêu thoát. Ý nghĩa đằng sau câu chuyện ngày lễ Vu Lan. Đạo Phật vốn là đạo hiếu, lấy tình yêu thương con người và muôn loài trên thế giới này làm tôn chỉ. Tình cảm đó chỉ xuất phát từ yêu thương mẹ cha, rồi sau đó mới mở rộng ra thành tình người, tình nhân loại. Con cháu báo hiếu cha mẹ như thế nào cho đúng? Ngày lễ Vu Lan hàng năm là dịp để con cháu nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, ông bà, tổ tiên. Với ý nghĩa đó, dần dần ngày lễ còn được tổ chức để tưởng nhớ công lao và đóng góp ý nghĩa to lớn của những người dân tộc anh hùng. Những người đã xả thân vì đất nước, những người cầu nguyện trong lễ Vu Lan để mong thế giới tốt đẹp hơn. Người với người, đối xử với nhau tốt hơn, không còn kiếp khổ đau, không ai phải chịu cảnh đọa đày. Trong văn hóa người Việt, lễ Vu Lan được cử hành nhằm giải tội cho người đã chết, cầu phúc cho người còn sống. Không chỉ làm lễ cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn tổ chức lễ cầu duyên cho các vong hồn không nơi lương tựa. Ngày lễ Vu Lan trong văn hóa Việt đã trở thành thăng hoa với tinh thần cầu cứu khổ, cứu nạn, cứu nhân, độ thế, tạo phúc chúng sinh của nhà Phật, khiến cho ngày lễ Vu Lan thêm nhiều màu sắc và ý nghĩa. Phận làm con nên làm gì để cầu an, báo hiếu? 1. Chuẩn bị lễ cúng cho ngày lễ Vu Lan. Thông thường, lễ Vu Lan ở Việt Nam được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là ngày rằm tháng 7. Theo tục lệ các khúc xưa truyền lại,
Vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị một mâm cỗ cúng tạ ơn các thần linh cũng như làm mâm cơm tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, cầu cho người đã khuất được an yên nơi chín suối và phù hộ độ trì cho con cháu đời sau được an cư, lạc nghiệp. Lễ cúng vào ngày rằm tháng 7, cúng ngày Vu Lan có thể thực hiện tại nhà hoặc là nhờ thầy chùa làm giúp. Tổng cộng có 4 lễ cúng: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên và cúng trí thức cô hồn. 2. Ăn chay hành thiện tích đức. Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan? Ăn chay niệm Phật, không sát sinh mà hành thiện tích đức. Đó là một hành động đẹp, cũng có thể là một cách để con người ta thanh tịnh từ tâm hồn, bản ngã của mình. Ăn chay thể hiện sự thành tâm hướng Phật để yêu thương con người và loài vật, giảm bớt tội nghiệp sát sinh. Tùy theo điều kiện và khả năng, có người ăn chay thường, có người ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Tới ngày rằm tháng 7, nhiều người cũng có thói quen ăn chay. Nếu có thể, bạn hãy dành một ngày để ăn chay, cầu cho cha mẹ được an lành, cầu cho tổ tiên được mát mẻ nơi chín suối, bày tỏ lòng thành, muốn tích đức, hành thiện. 3. Đi chùa cầu an cho cha mẹ và gia đình. Trong ngày lễ Vu Lan, các bạn nên dành thời gian đi chùa thắp hương, cầu Phật che chở cho cha mẹ và gia đình mình được an lành. Những ai không may mắn chẳng còn cha mẹ ở bên thì cũng hãy mang tấm lòng thành của mình để xin Đức Phật chỉ đường dẫn lối cho cha mẹ hướng theo ánh sáng Phật Pháp để được siêu thoát, an nghỉ nơi suối vàng. Nếu không có điều kiện, bạn vẫn có thể thành tâm hướng Phật bất cứ lúc nào. Có câu Phật tại tâm, bạn thành tâm thành ý cầu chúc cho cha mẹ mình được khỏe mạnh, bình an. Chắc chắn Đức Phật cũng sẽ nghe thấy lời kêu cầu của bạn. Còn khi có thời gian, hãy dành thời gian tụng kinh Vu Lan để chọn phận làm con, chọn đạo làm người. 4. Bày tỏ tình cảm với cha mẹ. Người Việt Nam vốn giữ đạo hiếu làm đầu, nhưng chúng ta ít có thói quen bày tỏ tình cảm với những người thân thiết của mình. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi con người hướng về từ đấng sinh thành, và có thể nhân dịp này thể hiện tình yêu thương của mình với mẹ cha. Nên làm gì trong ngày lễ Vu Lan? Những lời nói tình cảm, những cái ôm nhẹ nhàng hay những món quà nho nhỏ, những bữa cơm bạn chăm chút với cả trái tim mình, tất cả đều là những món quà vô cùng lớn lao đối với mẹ cha bạn. Mẹ cha sẽ chẳng cần con cái phải báo hiếu gì nhiều, chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh thành người, có lẽ đã là điều mà cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu lỡ như cha mẹ không có phúc được ở bên cạnh bạn thì hãy cố gắng sống thật tốt, sống thật ý nghĩa và hạnh phúc mỗi ngày để cha mẹ không còn phải lo lắng mà an tâm vì con mình có thể tự lo cho bản thân, có thể sống vui vẻ. Biết bạn như vậy, dù cha mẹ ở xa vẫn thấy an tâm, người đã khuất cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một mùa lễ Vu Lan hạnh phúc, an yên bên gia đình và người thân. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.